Xin chào cả nhà của Khang Luxury. Thì dạo gần đây là chiếc điện thoại XR này hiện đang được anh em ưa chuộng nhiều hơn là cái dòng V2S này, bởi vì những cái lý do sau. Thì lý do đầu tiên á, là chiếc điện thoại XR này, cái phần tin nhắn chúng ta sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ví dụ như mọi người nhắn tin với nhau thì nó chỉ nằm trong một cuộc trò chuyện duy nhất, và nó có thể kéo dài lên để mọi người tìm lại những cái tin nhắn cũ như thế này. Còn đối với cái dòng điện thoại V2S á, ví dụ mọi người nhắn tin ngày hôm nay qua ngày hôm sau thì mọi người phải lục lại tin nhắn của ngày trước. Đó, tin nhắn ngày trước mọi người tìm. Đó, nó rất là khó chịu ha. Rồi, và một cái lý do thứ hai nữa, đó chính là cái phần danh bạ. Thì đối với chiếc điện thoại V2S như thế này á, thì mọi người chỉ có thể lưu được 2.000 số thôi. Nhưng mà đối với cái dòng điện thoại XR này, chúng ta sẽ có thể bộ lưu trữ nó nhiều hơn gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần. Đó, nó lưu rất là nhiều số điện thoại ha. Nó lưu từ 4.000 số trở lên. Đó, rất là nhiều luôn. Và đặc biệt hơn á, là chiếc điện thoại này bảo mật hơn V2S rất là nhiều. Đó, đó là chính là những cái lý do mà khiến chiếc điện thoại XR này của chúng ta được chuộng hơn.